Nếu bạn cần một chiếc máy xay sinh tố cầm tay đa năng, nhiều công dụng thì chiếc máy xay sinh tố cầm tay đa năng Philips có mã là HR2685-00 sẽ là một gợi ý dành cho bạn. Với thiết kế kiểu dáng máy xay cầm tay đẹp mắt với 3 tốc độ xay tiện lợi, đi cùng với lưỡi dao thép không rỉ, bền, cực bén, xay nhanh và nhuyễn mịn. Máy có công suất là 1200W giúp xay thực phẩm đặc sánh mau hơn với công nghệ xay ProMix. Đi kèm với máy chúng ta sẽ còn có 2 cối xay, một cối nhỏ và một cối lớn, có 3 đĩa cắt tròn tiện lợi. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cốc đông và một cây đánh trứng. Sản phẩm này đang có mức giá là 2.489.000 đồng. Trong cùng tầm giá các bạn có thể tham khảo thêm một vài sản phẩm sau đây. Thông tin chi tiết về sản phẩm bạn có thể xem ở phần mô tả. Và bạn cũng đừng quên like và subscribe cho kênh của tụi mình nha.